Dạ, đài Apple TV 21.12. Chúng tôi đi một trường hùng hôm nay được trao trách nhiệm hướng dẫn chương trình Góc nhìn và tôn giáo trong ngày hôm. Xin lỗi, chương trình tôn giáo và đời sống hôm nay. Và trong ngày hôm nay có sự hiện diện của quý vị, một số quý vị của đại diện của các tôn giáo như là cư sĩ Dũng, Hòa thượng Thiện Việt và mục sư Hiền. Xin mời các ngài lên tiếng chào quý vị. Dạ, tôi cư sĩ Nguyễn Anh Dũng trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Apple TV. Kính chào Hòa thượng, chào mục sư và linh mục điều hợp ngày hôm nay. Tôi là Hòa thượng Thiện Việt, trân trọng kính chào chư lực vị khán thính giả của đài Apple TV 21.12. Kính chào linh mục điều hợp, kính chào mục sư, kính chào cư sĩ. Dạ, tôi là mục sư Nguyễn Hiền, xin kính chào cư sĩ Nguyễn Dũng, Hòa thượng Thiện Việt và linh mục Hùng. Rất vui. Yeah. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị, chúng ta vừa như là đang ở trong khoảng thời gian mà bị ảnh hưởng bởi Covid, vẫn còn một số, và chưa hết việc đó thì là đến việc khác nó xảy ra đến trên thế giới này, làm cho điêu đứng nhiều. Và một trong điều mà lớn nhất đang xảy ra hiện tại là chiến tranh tại Ukraine. Ukraine là một nước nhỏ, nằm ở phía đông của Âu Châu, nằm kế bên nước Nga. Và Ukraine thì là mới thành lập được khoảng chừng sau cuộc mà như là đã có được sự mà độc lập bởi Liên Xô từ năm 1979 mà thôi, nên vẫn còn mới được có 31 năm. Tuy nhiên là vẫn còn chúng ta biết là bây giờ nước Nga muốn có sự mà bành trướng cái ảnh hưởng của mình, nên đã xâm chiếm nước Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Như vậy, không biết là cái nhìn cái về cái sự mà ảnh hưởng đó, nó chắc là cũng ảnh hưởng đến chúng ta một phần nào đó, nó cũng liên quan đến đời sống như là tôn giáo của mình. Như vậy, cái câu hỏi đầu tiên là ý kiến hay phản ứng của giáo hội ra sao về việc các quốc gia nhỏ bị xâm lăng bởi quốc gia lớn hơn. Thí dụ tại cho Ukraine hiện thời đang bị có sự mà chiến tranh tại đó. Anh xin mời. Dạ. Kính thưa quý vị, mấy ngày qua giáo hội cũng đã ra những cái thông tin kêu gọi sự ủng hộ của người tín đồ nói riêng và đồng thời các cộng đồng khác nói chung. Trong điều ân thứ tư của Phật giáo Hòa Hảo là ân đồng bào và nhân loại. Hôm nay thế giới đang bước vào một cuộc chiến tranh. Nhìn qua cái sự chết chóc đến ngày hôm nay thì người lính Nga là trên 13.500 người chết, Ukraine thì con số khoảng 2.000, và đồng thời cái thường dân thì không biết bao nhiêu, và cái số mà di tản đến ngày hôm nay là trên 4 triệu người. Cái đoạn đường mà di tản, thật sự mình phải dùng từ di tản buồn, đau lòng. Trong những cái lời cầu nguyện thì chúng tôi cũng có cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, nhưng bây giờ thế giới không hòa bình, chúng sanh không an lạc. Thế nên là một cái nhân tố, là một cái người Phật tử ở trong cái cộng đồng, đây là một cái cộng nghiệp của thế giới mà chúng ta cái biệt nghiệp là nên đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta thử hỏi cái sự ảnh hưởng rất là nặng, những người dân của Ukraine đau khổ, nhưng mà toàn thế giới cũng đang đi đau khổ. Mà mình đã hiện tại ở đây, những cái giá xăng nó lên rất là cao, ở Cali thì có biết chỗ gần 8 đô la, và rồi không biết là những chuyện gì nó xảy ra nữa. Thì đó là cái sự quan tâm rất là lớn của bên giáo hội và chính cá nhân chúng tôi, và tôi cũng đã ghi danh vô trong cái ủng hộ cái thỉnh nguyện thư cho cái người ở Ukraine ở đây, và đồng thời trong thỉnh nguyện thư đã chống cái lãnh sự quán Nga ở tại thành phố mình. Thì đó là những cái ưu tư và quan tâm, và trong cái phần cầu và nguyện, cầu là tha lực, nhưng mà nguyện mình phải làm cái gì cho cái thời gian sắp tới. Dạ. Xin mời Hòa thượng. Cảm ơn linh mục điều hợp. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, trong cái hệ thống tổ chức tôn giáo thì Phật giáo mà không có chặt chẽ cùng một giáo hội lớn hoặc là trung ương tập
quyền như là tổ chức của Công giáo La Mã. Do vậy trong cái biến động mà sau đại dịch như Linh Mục Điều Hộp vừa nói đó, sau đại dịch không phải sau nhưng mà sau có nghĩa là xảy ra sau, nhưng đại dịch vẫn còn ảnh hưởng thế nhân của chúng ta, thì cái cuộc chiến bên Ukraine, Tổng thống Nga ông Putin đem quân để xâm chiếm Ukraine và tạo ra nhiều cái khủng hoảng đau khổ cho nước Ukraine, và đồng thời cái sự ràng buộc, cái sự chế tài vân vân, khiến cho cái tổ chức gọi là toàn cầu, chính trị ảnh hưởng toàn cầu, kinh tế toàn cầu vân vân, thì nó cũng khiến cho chúng ta là ở bên trời bên Bắc Mỹ này thì lại chuyện xảy ra ở châu Âu, thì là chúng ta ở đây cũng ảnh hưởng như cư sĩ Nguyễn Dũng vừa chia sẻ. Thì trở lại là giờ Phật giáo không có một sự lên tiếng mang tính cách tiêu biểu, thì chúng ta có thể thấy có Đức Dalai Lama là một vị lãnh đạo của Phật giáo Tây Tạng, ngài năm nay ngoài 80 rồi, thì hầu hết ai chúng ta cũng biết, nếu mà có quan tâm đến thời cuộc thời sự, mang quan tâm đến những vấn đề biến động trên thế giới, thì Đức Dalai Lama cũng có ra một cái thông điệp ngắn thôi, nhưng ngài kêu gọi chúng ta không nên áp đảo bằng bạo lực, mà chúng ta nên có vấn đề gì thì chúng ta nên cần đối thoại. Cái thế kỷ thứ 20 là cái thế kỷ mà bạo lực chiến tranh, nhưng mà cái thế kỷ 21 bước vào thế kỷ thứ 22 này, thế kỷ thứ 21 thì là thế kỷ của sự thông cảm, của sự tha thứ, của sự đối thoại và bất bạo động, chứ không có dùng cái ngược lại. Ngài kêu gọi thế giới nên đối thoại để giải quyết vấn đề và chấp nhận với nhau, nam nữ với nhau trên địa cầu này như là những người anh em một nhà, vân vân. Cũng như giáo hội tại Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Âu Châu thì cũng ra thông tư kêu gọi đại để cái nội dung là như vậy, và kêu gọi cái sự đóng góp giúp đỡ của toàn thể Phật tử đó đây để giúp cho cái nạn nhân của chiến tranh Ukraine, để họ có cuộc sống được giúp đỡ, được bảo vệ, rồi chờ cho cái cuộc chiến đi qua. Vâng, cảm ơn thầy. Xin mời mục sư. Dạ, với chúng tôi những người theo Chúa thì đứng trước cái diễn biến mà vừa rồi, chúng ta có thể coi như là một cái cuộc chiến mà nó thu hút cả thế giới và quan tâm đến giữa Nga và Ukraine, thì chúng ta thấy rằng chúng ta rất là bức xúc. Những người theo Chúa thì trong ánh sáng của lời Chúa thì Chúa cũng đã nói trước cho chúng ta biết rằng trong những ngày cuối rốt này thì sẽ có nước này dấy lên nghịch cùng nước kia. Lúc mà chúng ta tưởng rằng là hòa bình yên ổn thì tai vạ sẽ thình lình vụt đến. Đó là điều mà Thánh Kinh đã nói trước. Chúng ta không biết nước nào sẽ đánh nước nào, và rõ ràng là chúng ta cũng không ngờ rằng Nga lại là một người láng giềng đối với Ukraine thì lại là tấn công, mà chúng ta cảm thấy rất là bức xúc, bởi vì quả hẳn nó không có cái lý do gì để mà có thể tấn công mà đánh nhau và thu thanh toán hoặc là tìm cách để mà triệt hạ nó, việc nó nếu con có gì bức xúc. Cho nên đó là cái điều mà làm cho tất cả những người theo Chúa chúng tôi thì một mặt thì chúng tôi nghĩ rằng đó là những điều mà Chúa đã nói trước nó sẽ xảy ra, để mà mình chuẩn bị như là một cái tiếng chuông, như là một cái sự mời gọi để chúng ta thức tỉnh, bởi vì cái cuộc sống này nó rất là tạm bợ, nó mỏng manh lắm. Ở trên mặt thành địa cầu này không biết lúc nào là Covid-19, rồi nào là chiến tranh, và chiến tranh nó có thể lôi kéo cả thế giới bước vào đó, chúng ta cũng không ngờ được đâu. Bởi vì vậy cho nên phần đứng về góc độ con người thì chúng tôi cầu nguyện, và chúng tôi cũng kêu gọi các anh em ở trong hội thánh, những anh em nào đặc biệt là đối với người Việt Nam của chúng ta ở tại Ukraine thì họ cũng rất là đau khổ, bởi vì họ di tản ở trong một cái tình trạng mất mát tất cả và rất là bấn loạn. Cho nên
cầu nguyện cho họ và tìm đủ mọi cách để sang sẻ, chia sẻ được cái đau, nỗi đau này phần nào, đó là tốt. Còn về cái phương diện tâm linh thì chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi thức tỉnh, bởi vì đây là những tiếng chuông báo thức. Chúng ta cũng không biết rằng nó, thế giới nó sẽ diễn biến như thế nào, kinh tế rồi tất cả bệnh tật, rồi cũng có thể dịch lệ, rồi chiến tranh, nó sẽ xảy ra, nhất là trong những cái ngày cú rốt này nó sẽ rất là nhiều. Và chúng ta thấy rằng dường như lòng của con người bây giờ, người nào tin thì hết lòng tin, còn người nào không tin thì họ lại càng gọi là càng không tin, và họ càng muốn gọi là bày tỏ cái sự vô tín của họ, mà trở thành một cái cuộc chiến giữa tối và sáng, giữa cái ác và cái thiện. Thì đó là cái điều mà nó sẽ xảy ra trong những ngày cú rốt. Yeah. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, trong đời sống chúng ta gặp nhiều sự mà thử thách khó khăn. Khi xưa là Thiên Chúa đã hướng dẫn người Do Thái ra khỏi đất Ai Cập để mà đi về vùng đất hứa, và khi mà tiến về thì là gặp biết bao nhiêu cái sự mà chiến tranh xảy ra. Khi mà đã được vùng đất hứa rồi thì là vẫn còn bị ảnh hưởng bởi người khác chung quanh để mà tìm cách tấn công, tiếp tục mà đàn áp. Không lạ gì khi mà một số các nước, các cường quốc hoặc là các quốc gia có vũ khí nhiều, tài nguyên, muốn gì khi muốn ảnh hưởng, bày trướng cái ảnh hưởng của mình. Bà thấy là trong thời gian vừa qua, làm cho mặc dù là có sự mà nước Nga chuẩn bị trước trong thời gian vừa qua, nhưng mà khi bắt đầu tấn công vào Ukraine vào tháng 2 thì thấy thế giới bắt đầu cảm thấy khó chịu, vì một người mạnh mẽ và tiếp tục chỉ có tấn công một người mà rất nhỏ, và thấy giống như là một tên khổng, một người khổng lồ ăn khiếp một đứa bé. Thấy nhưng mà cái điều đó cảm thấy ra không có bằng lòng, bực mình, tức giận vì cái sự mà ăn khiếp của họ. Nhưng mà đối với người Công giáo, chúng tôi thấy là Đức Giáo Hoàng đã tìm cách để mà qua cách tới gặp tòa đại sứ tại Vatican để mà kêu gọi là tòa sứ của Nga tại Vatican để mà kêu gọi họ là phải có sự mà thay đổi, và đồng thời cho đến biết đến giờ vẫn còn qua những cái lá thư hoặc là có những lời kêu gọi khác nhau, là phải nói là chưa có trễ lắm đâu, vẫn còn có thể là tiếp tục để mà đàm phán, để mà ngồi lại, để mà thảo luận hơn về vấn đề. Tại vì chiến tranh xảy ra chỉ mang cái sự mà chết chóc của loài người, nhất là người dân vô tội mà thôi. Và giáo hội cũng mới tiếp tục là cái gọi sự mà cầu nguyện cho hòa bình. Hòa bình đây có nghĩa là không phải là có chiến tranh, nhưng mà hòa bình dựa vào trong được đặt nền tảng là có Chúa ngự trị trong lòng. Và hòa bình cũng phải được thực hiện rằng là qua cái khả năng riêng của từng cá nhân một, và bày tỏ ra cái sự mà hòa hoãn với người chung quanh, đừng đặt cái tôi của mình cao quá hoặc là ăn khiếp, lấn khiếp người khác. Nên đứng trước cái điều mà chiến tranh hiện nay, biết là ảnh hưởng và đến không phải chỉ có riêng cá nhân của Ukraine mà cả thế giới, và cũng ước mong rằng là cũng cầu nguyện cho rằng là cái sự ảnh hưởng đó nó được bực như là bớt đi nhiều chừng nào hay chừng đó, để rồi không còn có chiến tranh nữa, để mọi người cùng sống trong sự mà hòa thuận và tôn trọng lẫn nhau. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, ngoài cái việc mà đưa ra có chiến tranh, có thể là có ông Tổng thống Putin đã đưa ra, nói là vì bảo vệ quốc gia của họ là muốn tấn công nước Ukraine để mà xâm chiếm nước đó. Nhưng mà đằng khác, đằng sau đó là cũng có những cái vấn đề khác liên quan đến tôn giáo. Ví dụ giống như là một vấn đề mà của chính thống giáo hiện thời bên Ukraine. Họ tại vì lý do rằng là khi xưa họ đã tìm cách để mà dùng cái quyền của mình để mà kêu gọi những người chính thống giáo ở bên Ukraine thuộc về họ, nhưng mà tại vì chính thống giáo ở Ukraine không muốn có sự mà độc lập tự do chính mình, nên cái sự mà ảnh hưởng của tôn giáo đến với đời sống của cá nhân, đặc biệt tại đó, và đối với việc quý vị nhìn vào trong đó thì là thấy cái ảnh hưởng đó và chính trị nó có liên quan như thế nào hay chăng ạ? Dạ, thưa quý vị, quý vị thưa Linh Mục, đất nước Hoa Kỳ nó có một cái hay là trong hiến pháp định rõ giữa nền chính trị và tôn giáo tách rời, nhưng mà đối với các nước khác thì ảnh hưởng chính trị với tôn giáo rất là gần với nhau. Chính vì cái ảnh hưởng của chính trị và tôn giáo nó đi gần đó,
Thành ra đôi khi có những quốc gia mà nó tạo lên một cái vấn đề là quốc giáo hoặc là ảnh hưởng của các tôn giáo để đi vào trong chính trị, đưa các cái người lãnh đạo của đất nước. Đây là một cái điểm mà chúng ta nhìn ở đất nước Hoa Kỳ để nhìn qua những cái đất nước độc tài. Khi mà những nước độc tài đó thì người ta kiểm soát tôn giáo, muốn tôn giáo làm cái công cụ để mà phục vụ cho cái chế độ. Do đó như Linh Mục đã trình bày, cái chính thống giáo hiện tại bây giờ đó là đang trong cái giai đoạn mà ủng hộ ông Tổng thống Putin. Ở điểm đó là cái điểm mà chúng ta rút một cái bài học để thấy rằng tôn giáo chúng ta làm cái nhiệm vụ là hướng dẫn tâm linh, chính quyền làm cái nhiệm vụ là an sinh xã hội, bảo vệ đất nước. Thì trong cái vai trò của tôn giáo như của Putin hiện tại đó thì chúng tôi thấy rằng ảnh hưởng quá nặng. Và trong cái ảnh hưởng đó thì hiện tại vai trò của chúng ta hiện tại, như trong cái phần dẫn nhập chúng tôi nói về cầu và chữ nguyện đó, người dân Ukraine bây giờ đang cần gì, cái về phương diện tâm linh, về phương diện tinh thần rất là quan trọng. Do đó các tôn giáo chúng ta trong cái giai đoạn này là giai đoạn nên có một cái sự nắm tay lại với nhau để làm sao để cho trên 4 triệu dân người Ukraine đang ở các nước khác ở Âu Châu đó có được một sự an bình về phương diện tâm linh. Về phương diện vật chất thì các nước khác đã ủng hộ rất là nhiều rồi, nhưng mà chúng tôi quan tâm nhiều nhất là đây giai đoạn là cái tinh thần của người dân Ukraine lúc này nó bị sa sút. Và nếu mà tinh thần bị sa sút thì không biết cái gì nó xảy ra trong trên 4 triệu người, và có thể xa hơn nữa, tại dân Ukraine nó có tới 45 triệu lần và bây giờ đi mới có 4 triệu thôi. Nhưng mà trong mấy ngày tới đó thì cái thủ đô Kiev mà bị tấn công nữa đó thì người ta dự định là có khoảng cả chục triệu người đi qua Âu Châu nữa. Thì lúc đó cái làn sóng tị nạn đến mức độ cao độ như vậy thì cái gì nó xảy ra? Thì đây là giai đoạn tôn giáo chúng ta tìm một cái giải pháp tốt đẹp nhất để cho một cái hướng đi tới. Cảm ơn cư sĩ, xin mời Hòa Thượng. Cảm ơn quý ngài và quý vị. Nói đến tôn giáo là nói đến một cái sức mạnh tâm linh lớn lao ở nhiều quốc gia trên thế giới này, và khó mà tìm thấy một cái quốc gia nào mà không có cái sức mạnh về tôn giáo. Nhưng chính ở cái sức mạnh tôn giáo tâm linh đó thì lại các cái thể chế chính trị, các cái nhà độc tài vân vân, họ tìm cách để họ dựa vào, để họ lợi dụng vào cái sức mạnh của tôn giáo để vận động cho quần chúng, cho cái ngai vàng của họ. Và nhất là những ngai vàng đó là ngai vàng về độc đảng hay là độc tài, chẳng hạn như Ukraine, như cư sĩ Nguyễn Dũng nói là cái đất nước Nga là chính thống giáo, là tiêu biểu cho một cái tôn giáo lớn của Nga. Thì khi mà Liên bang Xô Viết mà sụp đổ rồi thì chính thống giáo từ đất nước cộng sản thì chính thống giáo được vượt lên mạnh lại, và mạnh lại thì qua cái đời của ông Putin này, ông mới lợi dụng kết hợp hai cái sức mạnh. Cái sức mạnh của ông là sức mạnh về thế tục và về sức mạnh về cái độc tài, và ông đem lại cái tự hào cho người Nga là vì sau cái rã của Liên bang Xô Viết thì cái sức mạnh của Nga không còn nữa, thì ông là cái người tiêu biểu cho cái người để tìm lại giá trị đó, và ông dựa vào chính thống giáo. Do vậy thường phụ của chính thống giáo La Mã là thường phụ của chính thống giáo ở Nga, thì ông Putin ổng dựa vào đó, và chính ở chỗ đó là ông tạo nên cái sức mạnh. Và cuối cùng ra thì bây giờ ông đem xâm lăng đó, thì chính thống giáo tại Nga với chính thống giáo tại Ukraine mà 30 triệu trong số 40 mấy triệu dân đó, thì 30 triệu đó cũng hơn một phần nữa là thuần phục chính thống giáo của lãnh đạo của Nga. Thì trong cuộc chiến này cái chính thống giáo sẽ bị mất mát rất nhiều, và đó là cái khó khăn, đó là cái đi trong con đường giữa cuộc đời này thì tôn giáo bị liên lụy và được và mất nó cũng lớn chuyện. Cảm ơn, xin mời trời mục sư. Ở trong lịch sử thì chúng ta thấy rằng trong rất nhiều cuộc chiến thì có cái sự tham gia của các tôn giáo,
và dường như cái sự tham gia đó nó cũng có một cái thế lực nó rất là mạnh, ảnh hưởng và có thể nói rằng là cố vấn, gọi là định hướng cho các cái cuộc chiến đó. Đây tôi chỉ nói một cái góc thôi, là mình không nên, thật sự ra Thiên Chúa thì không bao giờ muốn con người phải tấn công giết hại người khác hết. Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, nhưng mà người ta là cứ nhân danh Thiên Chúa để rồi có những cái cuộc chiến, mà những cuộc gọi là người ta còn thậm chí gọi là thánh chiến. Thì thật sự ra không có cái cuộc chiến nào mà trong đó mà chúng ta thấy khi mình đã tấn công, mình hại người khác thì đó là điều mà thánh lành và tốt đẹp mà theo ý của Thiên Chúa cả. Cho nên đôi khi người ta hay mượn gọi là nhân danh, mượn cái danh của Chúa, mượn cái danh các tôn giáo để người ta gửi gắm hoặc là người ta thực hiện cái ý đồ của họ, nó nhiều hơn là ý của Thiên Chúa. Cho nên trong rất nhiều những trường hợp, trong những các cuộc chiến thì nếu chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là đau, bởi vì con người mình lại giết con người mình, đó là cái nỗi đau rồi. Không có ai mình đi một con đồng loại này nó lại tấn công loại khác, nhưng nó lại tấn công chính cái đồng loại của mình, thì đó là một điều mà con người chúng ta đã làm. Và nó buồn hơn nữa đó là người ta lại nhân danh một đấng thiêng liêng nào đó để làm điều đó, thì đó là điều mà trong cái nhìn Chúa cũng nói là đừng có bao giờ mà chúng ta gọi là mượn cái danh Chúa đó, nhân cái danh Chúa để mà dùng cái vỏ bề ngoài, cái bình phong của Chúa để mà chúng ta thực hiện một cái ý đồ đen tối ở bên trong của chúng ta. Ngay trong cuộc sống, điều này mình liên tưởng đến cái cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Có nhiều người vẫn cứ nói tới lạy Chúa rồi mô Phật miết, nhưng mà thật sự ra ở bên trong lòng của họ nó không phải như thế, mà Phật cũng đâu muốn họ như vậy, mà Chúa cũng không muốn họ như vậy, nhưng mà họ cứ nhân danh những đấng đó thì nó cái tội nó càng nặng hơn. Tại vì cái tội bình thường thì mình dám làm thì mình dám chịu đi, đằng này mình lại gán vào đó một cái nhãn khác, mượn danh của một người khác, thừa gió mình mượn gió để mình bẻ măng, chứ còn thật sự là mình muốn bẻ măng rồi, còn cái chuyện gió là cái chuyện không phải. Cho nên từ cái chỗ đó thì đó là một cái suy nghĩ của tôi ở trong cái vấn đề của tôn giáo đối với chiến tranh. Tiếp tục với cái đề tài là xâm lăng của Đức Nga tới Ukraine hiện thời, và chúng ta biết rằng là cái việc mà tôn giáo ảnh hưởng đến đời sống con người rất là quan trọng, và nhiều khi là có một số người dùng nhân danh của tôn giáo để mà đàn áp người khác. Và chính vậy, và trong đời sống chúng ta, Chúa cầu chúng ta là có sự mà khôn ngoan. Trước khi mà khi xưa vua Salomon, Chúa hỏi vua Salomon điều là con muốn xin điều gì, ta có thể cho cho con. Salomon chỉ xin là xin được khôn ngoan thôi, không có xin giàu có, không có những tài sản, chỉ xin được sung khôn ngoan, có nghĩa là biết những việc mình cần phải làm hoặc là suy xét nhận định. Cái điều đó cần sự mà soi sáng từ nơi Thiên Chúa. Và tuy nhiên là cũng có một số nhà độc tài họ không có dựa vào đó, có dựa vào khả năng hoặc là cái ý riêng của mình hoặc là sự mà tham vọng của mình nên đàn áp người khác. Trong bối cảnh của Ukraine hiện thời cũng vậy. Có như là lúc trước chúng tôi nghĩ là chắc cộng sản là vô thần, mà thật sự khi mà nhìn vào trong thấy là Putin là người chính thống giáo, và ông muốn tấn công hiện thời đang băng bọc của thủ đô kia với của nước Ukraine. Thật sự là nơi đó là cái đó là thành phố đó, thế và thủ đô đó là cái nôi của tinh thần của người chính thống giáo, là từ vì tại đó là đã phát xuất ra sự mà thu tập lại, và đồng thời là vừa sự mà thế quyền và quyền thần tại đó, khi sẽ bắt đầu trước khi mà nước Liên bang Xô Viết thành hình đã có tại đó, và cái đó là cái nôi của tù chúng tất cả. Rồi sau này là thành phố đó được chuyển về mặt thứ khoa, cho nên hiện tại cái nơi đó là quan trọng, và người ta cũng vẫn dù là bị tấn công, nhưng mà những người theo như là thân Nga mà của người chính thống giáo hiện thời tại Ukraine, họ bắt đầu lên tiếng chống lại Nga. Tại vì thấy là cái việc mà áp bức này nó xảy ra ngoài cái sự mà cái tầm suy nghĩ của mình. Và điều đó nó cũng ảnh hưởng đến một số, giống là khi nãy một số cái ngài đã nói là ảnh hưởng đến người dân ở đó là phải bỏ chạy, bây giờ phải tung thiếu. Như vậy cái cuộc chiến này nó ảnh hưởng đến người dân, và cái sự mà đối nghịch lại với người lính Nga hoặc là chính phủ Nga hoặc là phải bảo vệ những người mà di dân như thế nào,
xin mời. Dạ, kính thưa quý vị, cái con số người di tản đến ngày hôm nay là rất là khủng khiếp. Chúng tôi thấy những em bé, có một cái người mẹ giao đã bệnh sắp chết, giao một em bé cho một người lạ để đi trên con đường di tản. Những cụ già, có người cụ già như hồi sáng này chúng tôi coi cụ nói là người chồng bị một quả bom của Nga bắn vô xong rồi tan nát trong cái vũng máu, thì cụ thì đứt một cánh tay. Sự đau khổ đối với người dân Ukraine, thì sự và cái sự ảnh hưởng dây chuyền cho tới các quốc gia khác, các quốc gia Âu Châu sẽ là một gánh nặng rất là nặng trong cái số trên 4 triệu người mà phải cưu mang. Và đồng thời tất cả các quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng. 141 quốc gia để mà chống lại cái chúng tôi có thể gọi là độc tài xâm lược. Vì Putin đã sửa đổi hiến pháp từ 2 nhiệm kỳ, 3 nhiệm kỳ và bây giờ bỏ hết, không còn nhiệm kỳ nào là có thể ngồi hoài. Thành ra chúng tôi gọi đó là một sự độc tài. Và Putin muốn đưa cái độc tài xâm lược đến, cũng giống như là Tập Cận Bình cũng một cái độc tài chuyên chế và mồi mộng bá chủ. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó cái ảnh hưởng rất là lớn cho tất cả các mọi nơi trên thế giới. Và đó là một cái điểm mà dân Ukraine là một nơi đứng lên để chống lại cái độc tài xâm lược, để cho toàn thế giới biết, để chúng ta theo. Vâng, cảm ơn sự xin mời Hòa Thượng. Dạ, cảm ơn Linh Mục Điều Hợp. Kính thưa quý ngài và quý vị, khi nói đến chiến tranh á, là chúng ta là người Việt Nam thì trước cuộc chiến trước 75, 25 năm chiến tranh Nam và Bắc tạo nên một cái nồi da sáu thịt, hàng ngày bom rơi đạn nổ và đầu rơi máu đổ, và chúng ta đi tìm lánh nạn chiến tranh, thì hơn ai hết chúng ta là người Việt Nam, nhất là những người trên dưới tuổi 60, là chúng ta đi kinh qua khiếp đảm kinh hoàng của cuộc chiến Việt Nam. Do vậy khi mà nói đến chiến tranh Ukraine với lại Nga đem quân xâm chiếm, và bây giờ đang mỗi ngày như vậy chúng ta đang nói và chúng ta đang nghe, thì ở nơi đó là bom rơi đạn nổ và đầu rơi máu đổ hết biết luôn. Thì chúng ta cảm thấy rằng chiến tranh là cái gì? Thứ nhất là gì gây cho cái nạn nhân là cái sự đau khổ, chết chóc, chia lìa và ly tán, và tiếp theo là đói nghèo và bệnh tật. Do vậy cái chiến tranh chúng ta không thể, bất cứ dưới cái dạng gì, không thể ca tụng, không thể xiển dương cái chuyện đó được. Riêng về tôn giáo thì chúng ta biết là chúng ta cũng cảm thông với nạn nhân, rồi chúng ta cũng cảm thấy cái người mà gây ra chiến tranh khổ nạn như vậy, thì chúng ta phải tìm cách để nói như thế nào, thông tin như thế nào để cho cái việc chính nghĩa, lẽ phải, công bằng, từ bi, bất ái, được tình thương được hiển hiện. Cho nên chúng ta người có tôn giáo, chúng ta càng cảm thông cái nỗi đau khổ của người bị kẻ khác gieo đau khổ. Và chúng ta cũng cảm thấy chúng ta phải có cái trách nhiệm như thế nào để cho cái trường hợp như vậy nó sớm chấm dứt, và trường hợp như vậy nó không xảy ra trong thường xảy ra trong tương lai. Cảm ơn mọi người. Xin mời mục sư. Dạ. Đứng trước cái đau khổ của người dân Ukraine trong những ngày qua, thì tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có thể nó cảm thông, bởi vì chúng ta là những người mà trong cái cuộc chiến gọi là dài đằng đẵng trong lịch sử của Việt Nam, và chúng ta cũng đã có cái kinh nghiệm chạy loạn và mất mát cũng như sự đau khổ. Thì tôi nghĩ rằng đây là lúc mà chúng ta không thể dưỡng dưng, nhưng mà chúng ta cần, ngoài cái sự cầu nguyện và những gì chúng ta làm được thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm, và đồng thời chúng ta cũng cần phải biết rằng trong cuộc sống của chúng ta nữa, đây cũng là những điều để một cái gương cho chúng ta trong cuộc sống. Đừng có bao giờ mà chúng ta nghĩ gọi là cá lớn nuốt cá bé, rồi một cái sơ suất nào đó của ai, chẳng hạn như có rất nhiều người họ chỉ nghĩ rằng bây giờ có lợi cho họ thôi, còn bất chấp
lẽ phải bất chấp cái lương tâm, bất chấp cái tất cả những cái đau khổ của người khác, miễn là họ có lợi, và đó chính là cái nguyên nhân mà nó dẫn tới cuộc chiến. Thành ra mình cũng nên tránh những điều này. Dạ. Cảm ơn quý ngài. Kính thưa quý vị, đối với dòng Đa Minh chúng tôi thì là nhiều khi là dòng Đa Minh là có, là dòng có các cha ở là khắp thế giới, và hiện thời tại Ukraine cũng có một số các ngài không muốn di tản đi, là các ngài vẫn còn ở lại, cứ khoảng chừng cứ hai ngày một lần, cứ cách hai ngày thì là thỉnh thoảng có một vài lá thư từ trong đó các ngài gửi ra và cho biết tình hình tại đó. Thí dụ như là có một cha là phụ tỉnh của Ba Lan đang phục vụ tại đó, cho biết rằng là ngài các anh em ở đó tìm cách, của dòng Đa Minh tìm cách để mà đi giúp các nơi khác, thì một ngày nọ đi tới một nơi kia thì là lính của Ukraine chặn lại, hỏi là anh đi đâu, thì là ngài nói là trên xe ngài có một số quần áo hoặc là một số thực phẩm để mà tìm cách để mà đi giúp cho một số người tị nạn. Rồi như vậy là lính của Ukraine hỏi như vậy là anh có mang theo vũ khí không, thì ngài không nói gì cả, thì ngài có ghé vào tai của anh nói là có. Anh kia hỏi là cái gì, rồi là cái lục soát coi như thế nào, ngài đưa ra cái sổ chuỗi đọc kinh kính mừng, nghĩa là đây là vũ khí của tôi, rồi tiếp tục cầu nguyện để mà nhờ Chúa, nhờ Đức Mẹ thêm sức để mà đứng trước cái cảnh khó khăn này. Và ngày hôm sau ngài đi qua lại gặp anh lính đó một lần nữa, thì anh không có hỏi gì hết, nói là mời ngài đi, cùng cách là vui vẻ, biết là ngài là người mà phục vụ trong cái tâm tình là quan tâm đến người khác. Trên chúng ta thấy hoàn cảnh đau thương của họ rất là tội nghiệp. Giống là trong ngày hôm nay, tin tức cho biết là tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ cho biết là một số người ở cái tỉnh ở phía nam, đông nam của nước Ukraine, một số người đang đứng để mà xếp hàng chờ lãnh thực phẩm, mà cái nơi đó đã bị người Nga xâm chiếm, thì là lính Nga đã bắn vào họ. Một số người chỉ họ đi có đứng đó mà xếp hàng thôi, để bắn vào họ là khoảng chừng 10 người chết. Hoặc là tại phía đông bắc của nước Ukraine hiện thời, cũng nơi thì là một số người lánh nạn thì nạn vào trong một cái nhà hát, một cái hí viện, chú ở trong đó. Và phía đề là ở đây có trẻ em mà người Nga vẫn bắn hỏa tiễn vào đó, sập chết. Nên đứng trước khi mà đau khổ đó cũng tội nghiệp, nhưng mà cũng nhờ Chúa thêm sức mà cùng cho họ. Và bây giờ câu hỏi cuối cùng là khi mà chúng ta nhìn người, chúng ta lại nghĩ đến mình, thấy là bị Đức Nga xâm chiếm Ukraine, và khi xưa năm tháng 2 năm 1979 thì Trung Cộng đã tấn công Việt Nam, và mà chúng ta tôi nghĩ là không biết là bây giờ nếu một nước Trung Cộng lớn như vậy mà bây giờ cách xâm lăng Việt Nam một lần nữa, thì là không biết là Việt Nam có được mà sự mà ủng hộ của các quốc gia giống là Ukraine đang có hiện thời hay chăng. Nên mà nên khi xin ngài quý ngài cho biết ý kiến là nhìn người mà nghĩ đến cái thân phận của mình là mình nghĩ thế nào ạ? Dạ, kính thưa linh mục, kính thưa quý vị, nhìn qua cái ở UN bầu hồi mấy tuần trước đó, là người ta chỉ trích Nga tấn công đó, là 141 nước, trong đó có 5 nước đó là bầu phiếu trắng, là trong đó có Việt Nam. Khi mà nhìn cái Ukraine và cái sự tấn công của nước lớn từ Nga qua đó, thì cái hình ảnh đó nó liên hệ tới lại Trung Cộng và Việt Nam. Và chính vì cái hiểu đó cho thấu đáo đó và biết rõ cái âm mưu của Trung Cộng, thế nên Đài Loan đó đã có sự chuẩn bị trước. Và quý vị thấy là những nước Đông Âu mà của Liên Xô cũ đó, thời trước đó, hiện tại bây giờ đang là chuẩn bị đủ mọi chuyện, tức là muốn gia nhập vào NATO và đồng thời mua những vũ khí. Nhưng mà đối với Việt Nam á, khi mà bầu cái lá bỏ vô cái lá phiếu trắng đó, thì đó là một cái tiếng nói đối với cộng đồng quốc tế thấy đứng lúc nào giữa thiện và ác. Việt Nam đáng lẽ phải có một cái thái độ nào khác hơn, cũng giống như Đài Loan khi mà vấn đề ủng hộ của đối với Ukraine và chống lại Nga. Nhưng mà Việt Nam không có làm cái chuyện đó. Thành ra đối với tôi thì tôi nghĩ rằng Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam không sáng suốt.
và đồng thời trong cái hoàn cảnh này phải có cái thái độ nào tích cực hơn. Ngay cả Trung Cộng bây giờ đó là người ta thấy là cái thế giới đang có cái chiều hướng chống Nga, thành ra bây giờ Trung Cộng đang muốn cái chiều hướng là xoa dịu chút xíu, là tìm cách hòa giải giữa Ukraine với Nga, và đồng thời đưa một số cái đồ mà dùng để giúp đỡ cho những người tị nạn. Trung Cộng là một nước rất lớn như thế, thành ra cái câu hỏi của Lê Nục đặt ra đó là Việt Nam nếu bị Trung Cộng tấn công đó, là thế giới có ủng hộ không? Đó là một câu hỏi rất là lớn, mà ngay bây giờ chúng tôi nghĩ là lãnh đạo Việt Nam phải sáng suốt để thấy con đường nào để đi để chuẩn bị ngày mai. Cảm ơn cư sĩ, xin mời Hòa Thượng. Cảm ơn Linh Mục. Kính thưa quý ngài và quý vị, dĩ nhiên những cái nhà độc tài, những chế độ độc tài họ không phải là bảo vệ cái danh dự gì của một quốc gia mang tính cách truyền thống nhiều ngàn năm của một quốc gia, lịch sử của một quốc gia, mà họ chỉ bảo vệ cái ngai vàng đương thời của họ thôi. Do vậy cái phản ứng của nhà nước Cộng sản Việt Nam á, mà bỏ phiếu trắng trong cái việc mà Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu chống Nga đem quân xâm lược Ukraine, bỏ phiếu trắng, thì cái hành động đó chúng ta cũng biết rằng, ai có thông tin cũng biết rằng cái hành động đó đã bị người dân Việt Nam lên án, thế giới lên án, và các chính phủ, kể cả các cái tòa đại sứ ở Việt Nam cũng vận động Việt Nam, mặc dù đã bỏ phiếu trắng rồi nhưng mà vận động Việt Nam hãy thay đổi lại cái quan niệm, cái thái độ đó đi, để ủng hộ Ukraine, để chống lại cái xâm lược của Nga. Nhưng mà cho tới bây giờ thì chuyện đó nó không xảy ra. Thì đúng là nghĩ người mà thấy người mà phải nghĩ đến mình. Khi Việt Nam mà bị Tàu, mà nó không phải là chuyện không thể xảy ra, mà khi Tàu mà xâm lấn Việt Nam thì liệu nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam trông chờ gì thế giới để lên tiếng phản đối Tàu Cộng xâm chiếm Việt Nam? Thì đó là một cái hình ảnh xấu xa, một hình ảnh coi là không đẹp với cái sự phản ứng của một nhà nước, của một cái đảng, một cái nhà nước đối với quyền lợi của dân tộc của chúng ta. Cảm ơn. Dạ. Với tôi thì tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nhiều nhà bình luận thì cho rằng nếu mà Trung Cộng họ tấn công Mỹ đó, họ đương đầu với Mỹ đó, thì họ sẽ đánh Đài Loan, họ sẽ đánh Việt Nam. Đó là những cái nước đầu tiên họ sẽ tấn công. Và đó là trong cái nhìn mà người ta dự đoán. Về phía của Việt Nam thì chúng ta nên chuẩn bị những điều gì, thì đó là điều mà các nhà lãnh đạo Việt Nam phải suy nghĩ và nên suy nghĩ. Tôi trong cái góc độ của những người làm công tác tôn giáo đó, thì tôi nghĩ rằng trong lịch sử thì khi nào một cái dân tộc nào đó mà họ hạ mình, họ tìm kiếm Chúa, họ chuẩn bị, họ sửa soạn một cái đời sống hoặc là có một cái mối tương quan tốt lành với Thiên Chúa đó, thì trong xứ sở họ có sự bình an. Vị vua nào đó mà tin kính và vào Chúa đó, thì cái triều đại của vị vua đó nó vững bền. Đó là cái nhìn ở trong Thánh Kinh. Cho nên tôi nghĩ rằng đây cũng là điều mà người Việt Nam, những nhà lãnh đạo Việt Nam cũng cần phải suy nghĩ. Và cái trách nhiệm của họ là họ phải làm sao để hướng cho người dân đi vào cái con đường trong sáng, tốt đẹp, đạo đức. Bởi vì nếu mà chúng ta không có đủ sức mạnh để chống, phải nói như thế, với một cái thế lực mạnh thì làm sao mà Việt Nam mình có thể nào mà chống nổi. Đấy, nhưng mà việc của chúng ta là chúng ta có thể gọi là trời mới có thể chuyển hướng được rất nhiều những cái cuộc chiến. Chúng ta thấy rằng nó là như vậy đấy, nhưng mà tất cả rồi cuối cùng ý trời, ý của Chúa thì lại cái con đường và tất cả những cái sự diễn biến nó lại khác đi. Thì đó là trong cái nhìn của chúng tôi, những người làm cái công tác tôn giáo, đặc biệt là những người theo Chúa, thì chúng tôi xin ý kiến như vậy. Cảm ơn quý ngài. Kính thưa quý vị, chúng ta nhìn vào trong cái hoàn cảnh thấy là cũng tội nghiệp dân Việt là luôn luôn bị Trung Cộng người phía Bắc là xâm chiếm hoặc là tìm cách và hăm he làm và đủ mọi điều gây ảnh hưởng đến khi xưa là về quân sự, rồi sau đó là qua kinh tế. Chúng ta luôn luôn bị sự mà áp lực bên trên của Tàu Cộng, và thấy cái điều đó nó xảy ra thường xuyên trong đời sống. Tuy nhiên là mình có luôn luôn có chuẩn bị hay chăng, và thấy là cũng tội nghiệp khi xưa, mặc dù là người Tàu Trung Cộng tấn công vào khoảng chừng năm 1979, lúc đó chỉ có muốn là dạy bài học
cho Cộng sản Việt Nam mà thôi. Có thể là vì lúc đó là một số nhà bình luận cho biết rằng là vì lúc đó Việt Nam muốn thân với Liên Xô nên muốn là gần gũi Liên Xô hơn, vì là Trung Cộng muốn dạy bài học để mà tìm cách cho biết là cẩn thận trở lại và là phải nương tựa nơi Tàu. Và tuy nhiên bây giờ chúng tôi nghĩ là nếu mà trong tương lai chắc là Việt Nam sau khi là đã bỏ phiếu không bỏ phiếu trắng đối với việc mà chống lại cuộc xâm lăng của Nga, hay là nhưng chắc các nước khác cũng biết là cái nhìn của người quốc gia với người Việt với Cộng sản Việt Nam như thế nào rồi. Họ thấy là người này là có thể là không có muốn quan tâm đến người khác hoặc là vì lý do nào khác, nên là chắc là chúng nghĩ là trong tương lai không có được sự ủng hộ mạnh của các quốc gia khác, chúng là quốc gia khác đang ủng hộ Ukraine hiện thời. Tuy nhiên hiện thời là tôi nghĩ là Tàu vẫn còn đang không phải xâm chiếm về lãnh thổ nữa, nhưng mà đang tìm cách bành trướng thì về lãnh hải chẳng hạn. Trong thời gian vừa qua chúng ta đã nhìn thấy đã tìm cách rồi là coi được cái biển Nam Hải coi là của người Tàu và đã coi là đó là cái thuộc địa của họ, nên họ đã vẽ ra rồi tìm cách để mang tàu chiến hoặc là xây dựng các căn cứ quân sự trên một số hòn đảo mà họ thuộc về Việt Nam và đã ảnh hưởng mang tới đó. Nhưng mà Việt Nam chỉ có Cộng sản Việt Nam chỉ có phản ứng rất là yếu ớt, giống như là không dám nói tên tiếng nói sự mà bị đép vế mà thôi. Điều đó làm cho thế giới có coi thường và chúng ta ước gì về cần phải quan tâm đến người dân hơn. Nếu mà có sự mà xâm chiếm Việt Nam, chắc là người dân Việt chắc là thế nào họ cũng có sự mà nổi giận trở lên, tìm cách để mà chống lại Tàu mà là không, và cũng có sự mà bức xúc hoặc là khó chịu, và tìm cách là cũng là vì dân, vì nước, vì quốc gia, dân tộc cũng sẽ sẵn sàng chống lại, chứ còn không phải là bỏ rơi. Tuy nhiên là Tàu họ nhìn cái khác muốn ảnh hưởng về kinh tế nhiều hơn trên đất nước Việt Nam. Chính vì vậy mà đối diện với một quốc gia lớn như vậy, chúng ta phải luôn, người Việt phải luôn sẵn sàng chuẩn bị và đừng hy vọng là, chúng tôi hy vọng là không có việc đó xảy ra để mà mang tới cái sự mà tội nghiệp cho dân Việt. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, hiện giờ còn vài giây phút ngắn ngủi, quý ngài có thể là gửi lên một vài cái ý niệm nào khác để bà nói lên sự mà cầu nguyện hoặc là cho dân tộc Ukraine hiện tại là cho, hoặc là cho thế giới hiện tại. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta có xin mời cho Hòa Thượng dâng lời cầu nguyện. Kính thưa quý ngài và quý vị, thế giới của loài người của chúng ta ai nấy đều muốn có hạnh phúc và tìm cách để đẩy xa cái ngược lại, đều là một cái giá trị hiển hiện mà tôn giáo của tuyệt đại đa số của chúng ta hơn ai hết là chúng ta đi vào cái con đường tâm linh, con đường mà tôn trọng sự sống, con đường đối thoại, con đường vị tha, con đường bác ái, con đường thương người và giúp người. Thì tất cả những giá trị đó ngày hôm nay huynh đệ chúng tôi cũng được nêu lên trong cái đề tài, mong rằng quý ngài và quý vị chư vị khán thính giả cùng với chúng tôi hướng về tất cả cái lẽ thiện, lẽ phải, công bằng, từ bi, bác ái đó, và đồng thời chúng ta cũng hướng về cái sự cầu nguyện cho không những cho bản thân, cho những người thân yêu của chúng ta, mà chúng ta trong hoàn cảnh khổ đau của đại dịch chưa hết mà chiến tranh và Ukraine xâm lấn bởi chính quyền Nga, chúng ta cầu nguyện cho tất cả đều cái gì không trật tự, không có bình yên, đau khổ thì cái đó sớm vượt qua, và cái gì bình yên, trật tự và đã phải công bằng được thiết lập, ngưỡng nguyện an lành trên chư các đấng hộ trì nhân loại, trong đó có chúng ta, chiếu cố và làm cho tất cả cái ước mong, ước muốn của tất cả chúng ta đều sớm được thành tựu, thành tâm hướng nguyện và cầu nguyện.